Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tới người dân Nga về vụ tấn công khủng bố vào tối ngày 22 tháng 3 nhằm vào nhà hát Krokus City ở Moscow. Ông Putin cho biết, ông chia buồn với những thân nhân của những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Ông khẳng định các cơ quan điều tra và hành pháp sẽ làm mọi thứ có thể để điều tra ra chi tiết về vụ tấn công. Ông nhận định, rõ ràng là Nga đã phải đối mặt với một âm mưu tấn công và sát hại thường dân hàng loạt được lên kế hoạch từ trước. Ông cho rằng các tay súng đã sát hại người dân một cách máu lạnh. Ông cam kết tất cả thủ phạm, những đối tượng tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố ở Krokus City sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nga sẽ xác minh và trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan. Ông cho hay, Nga ý thức được mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia đã chia sẻ nỗi đau này với chúng tôi. Ông gọi vụ tấn công khủng bố là hành động đẫm máu và dã man khi hàng trăm dân thường vô tội trở thành nạn nhân. Tổng thống gửi lời cảm ơn đối với nhân viên cứu thương, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã làm mọi cách để cứu sống nạn nhân. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ngày 24 tháng 3 sẽ là ngày quốc tang, đồng thời cam kết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Theo ông, cả 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ việc đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trước đó, giới chức Nga nói rằng các nghi phạm bị bắt ở khu vực gần biên giới Nga-Ukraine. Mặt khác, Ukraine đã lên tiếng rằng họ không liên quan tới vụ khủng bố. Ông Putin khẳng định các biện pháp chống khủng bố bổ sung đã được áp dụng ở Moscow và các khu vực khác. Nhiệm vụ chung của người dân Nga là đồng lòng để không bên nào có thể gieo rắc hoạn loạn và bất hòa trong xã hội nước này.